Hello, xin chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người nha. Loan Lộc đang ngồi đợi ông ngoại thay đồ. Hôm nay cuối tuần trời nắng đẹp cho nên gia đình dự định là đi một vòng ra ngoài công viên hay là bãi biển gì đó. Mình kiếm cái chỗ nào vắng vắng mình xuống mình relax chút xíu. Chút nữa thì sẽ chia sẻ với quý vị một số hình ảnh gia đình đi dạo ha. Cái bệnh chủ cũ. Tranh thủ ở đây mình ngồi Hồng Loan xin thông báo tình hình bệnh của ngày hôm nay đến tất cả mọi người. Thì ca bệnh hiện giờ 1,5 triệu rồi. 1,504,203 người bệnh. Số người mất là 89,450 và số người được chữa khỏi là 337,563 người. Từ hôm qua giờ là số người được chữa khỏi là hơn 15,000 người. Cũng nhiều ha. Cũng đỡ thì mình thấy cái số đó tăng thì mình cũng mừng, mặc dù là ca bệnh cũng tăng và số người mất thì cũng tăng 1,000, ngày hôm qua là tăng khoảng 1,000+ người á thưa quý vị. Chút nữa chắc chở gia đình đi ra biển, chắc đi ghé ngang qua Đức Mẹ Long Beach. Lâu quá mình không có ghé ha. Hồi nãy em cũng nói ba mẹ mình đi ra đó, nếu mà vắng á thì nếu mình vắng ghé thì, vô. Ngày thường thì chỗ Đức Mẹ vắng vẻ lắm, nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật thì Lộc nghỉ chắc đông ha. Người ta đi nhiều lắm. Hôm nay Lộc mặc cái áo này, áo biển, phải đi ra biển đâu. Sống biển. Sống biển nhạt dào, biển sống rất dào. Hồng Loan xin chia sẻ với quý vị đó. Thì vừa qua là FDA vừa approve cho khẩn cấp một cái dụng cụ để mà xét nghiệm COVID-19 của công ty Everlingwell. Thì cái dụng cụ này họ cho phép mình được sử dụng tại nhà. Thì mình sẽ lên online để mà mình trả lời những cái câu hỏi mà của họ hỏi và họ gửi cái dụng cụ về cho mình. Rồi chúng ta sẽ lấy cái que mà sẽ lấy trong cái mũi của mình á, xong mình để vô cái đồ người ta đưa sẵn cho mình hết và mình gửi ngược trở lại cho cái phòng thí nghiệm của cái nơi mà họ sẽ đưa ra kết quả. Thì khi mà có kết quả thì họ sẽ báo cho mình biết, hoặc là trong đó chúng ta sẽ có bác sĩ gia đình hay gì đó thì họ sẽ gửi thông tin về cho bác sĩ gia đình. Và ngày hôm qua đó thì Hồng Loan thấy news có nói về cái vấn đề một cái dự luật mới mà 3.000 tỷ đô để mà hỗ trợ trong cái thời gian COVID-19, coi như là hỗ trợ đợt 2 đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm qua thì Hạ Nghị viện đã thông qua dự luật đó. Thì Hạ Nghị viện thì là được 199 phiếu trên 208 phiếu. Thì đây là của bên đảng Dân Chủ, họ đưa ra cái ý kiến này. Thì bên đảng Cộng Hòa thì họ có vẻ như là không có đồng ý, và ngay cả Tổng thống Trump thì cũng không đồng ý với lại cái dự luật mới này. Hồng Loan cũng nghĩ là theo Hồng Loan nghĩ nha, thì nó cũng hơi bị quá đó, là tại vì nó nhiều quá, mà nếu mà đưa ra một số tiền quá nhiều thì nước Mỹ lại càng mang nợ nhiều hơn, và bản thân chúng ta rồi tới con cháu của chúng ta mai mốt cũng sẽ phải trả nợ rất là cực. Cho nên mình nghĩ là cái gì nó cũng vừa phải thôi. Theo Hồng Loan suy nghĩ thì chắc có lẽ là khi mà đưa cái này ra cho bên Thượng Nghị viện để mà tất cả đều mà nói chuyện với nhau thì có lẽ là sẽ điều chỉnh lại. Chắc là sẽ có thêm một cái đợt mới nữa, nhưng phải điều chỉnh lại cho nó hợp lý. Thì điều đó mình cũng cảm thấy mình yên tâm hơn cho cái tương lai của mình. Hiện tại bây giờ tiền ai không muốn, nhưng mà tiền mình có vô, mình phải suy nghĩ cho cái tương lai nữa thưa quý vị. Từ bữa giờ thì cũng có được khá nhiều tiền, nào là cái tiền hỗ trợ, rồi tiền thất nghiệp,
tiền này tiền kia tiền nọ thì chúng ta thấy cũng tạm ổn. Có một số người cũng khá là khó khăn thì Hồng Loan cũng biết, nhưng mà mình nghĩ cho cái tình hình chung ha quý vị ha. Nếu mà Hồng Loan nói mà có gì mà quý vị cảm thấy không thích thì bỏ qua cho, cái đó là suy nghĩ riêng của Loan thôi. Với lại mình xài quá rồi, cái ngân khố của chính phủ đến khi một lúc mà mình già đó, tiền già mình không còn nữa đó quý vị. Theo Hồng Loan nghe nói là hiện bây giờ đó là hình như cho tới năm 2035 là không còn tiền nữa. Chúng ta sẽ không được nhận tiền già nữa. Nếu như mà cái đà này, mà nếu mà gặp vô cái trường hợp này nữa mà kinh tế mà xuống mà khó khăn quá như vậy đó, thì nó cũng buồn ha. Làm suốt, nhiều người làm suốt cả đời để hy vọng sắp tới là được cái tiền già để mà về già mình sống cho nó thoải mái, mà giờ cũng chưa biết tình hình đó làm sao luôn. Có một cái thông tin là bên Bộ Tư pháp của Mỹ đó mới bắt một ông giáo sư ở Arkansas của Mỹ vì cái tội là có mối quan hệ với lại thân mật với lại Trung Quốc đó quý vị. Thì ông bị cáo buộc là không có khai báo mối quan hệ với lại Trung Quốc trong cái quá trình thụ hưởng tài trợ cho dự án nghiên cứu của NASA, thưa quý vị. Ông Simon là giáo sư của ngành cơ khí điện và ông là giám đốc của trung tâm điện tử mật độ cao của trường đại học University of Arkansas. Thì thời gian vừa qua chúng ta cũng biết là hiện bây giờ Trung Quốc nó đang mua chuộc những cái người mà làm cho phòng thí nghiệm, những người làm trong những cái trường đại học mà đang nghiên cứu về những cái vaccine cũng như những cái thuốc chữa trị cho cái COVID-19 này, để mà nó ăn cắp, giống như là ăn cắp dữ liệu, ăn cắp chất xám của những cái nhà nghiên cứu để đem về bên đất nước của họ và họ sản xuất ra để mà họ làm những cái vaccine, những cái thuốc chữa trị bệnh này nọ. Cái đó là quá khủng khiếp, mà phải nói là quá tệ luôn. Người ta bỏ công miệt mài suy nghĩ ra những cái mà cái tốt nhất, xong rồi họ ăn cắp, rồi họ giành quyền bán trước để họ hưởng lợi trước. Đúng, là bởi vì ở bên nước của họ đó thì khi mà họ đưa ra những cái nghiên cứu gì đó nó rất dễ chấp thuận, không giống như ở Mỹ. Ở Mỹ thì khi mà nghiên cứu họ phải mất rất là nhiều thời gian, thì chắc chắn 100% nếu như mà họ ăn cắp của chất xám những cái thông tin đó đem về Trung Quốc thì họ sẽ ra sớm hơn. Đúng rồi. Tại vì Mỹ lúc nào cũng phải điều tra rất là kỹ càng để mà khi mà đưa ra cái thuốc thì cái phần mà tác dụng phụ, phần tổn hại cho những người sử dụng nó ít nhất thì mới có thể chấp nhận được. Không những gì thuốc đâu quý vị, tất cả xe hơi, máy móc, điện thoại, tất cả cái gì linh tinh trên thế giới này đều ăn cắp được hết. Mà thường đa số hàng mà nhái, hàng ăn cắp toàn là đồ Trung Quốc không, mà quý vị thấy không? Mà công nhận nhái hàng giống thì lắm, y chang luôn. Ở ngoài nhìn không ra mà bên trong thì nó khác. Ở ngoài nhìn không thể nào biết được á, như hai cái iPhone mẫu mã nhìn nó giống y chang nhưng mà chất lượng thì không giống chút nào. Bởi vậy người ta nói là hàng nhái, hàng ăn cắp chỉ có Trung Quốc mà thôi. Mà công nhận nhái hay thì hay. Cho nên hôm qua Hồng Loan cũng nói đó, tin mừng cho chúng ta là có nhiều công ty họ rút khỏi Trung Quốc và họ qua Mỹ. Hiện bây giờ thì có một vài công ty là họ đang nghiên cứu, họ muốn mở ở Arizona. Thì điều đó mình cũng rất mừng, là thứ nhất là mình có những cái mặt hàng made in USA cho chúng ta sử dụng, và điều thứ hai là đáp ứng được cái lượng người đang thất nghiệp quá nhiều ở Mỹ. Thì có thêm rất là nhiều công việc làm cho người Mỹ. Thì hy vọng như vậy thì nền kinh tế nó sẽ không có bị tụt dốc quá nhiều. Mình hy vọng điều đó. Ok thầy, bây giờ đó thì một số tiểu bang khác
đã mở những cái tiệm nail rồi, thì Hồng Loan hy vọng là tất cả chúng ta phải rất là cẩn thận, vì Hồng Loan cũng có nghe tin là có một tiệm nail ở một tiểu bang đó, thì khi mở cửa lại thì 10 ngày sau có người nhân viên bị nhiễm bệnh. Mình không muốn nói sâu về cái vấn đề này, mình chỉ muốn nói đến tất cả quý vị thì chúng ta phải rất là cẩn thận nha quý vị. Phải lau chùi sạch sẽ và phải đeo mặt nạ. Nếu như mình không có mặt nạ N95 thì hôm trước Hồng Loan có chia sẻ là chúng ta đeo mặt nạ may của mình, nhưng mà mình phải mua những cái filter. Thì Hồng Loan có biết là cái filter mà của máy hút bụi đó quý vị, cái những cái miếng vải mà bọc để cho máy hút bụi đó, chúng ta đi mua về, chúng ta cắt ra, chúng ta lót ở bên trong để mà nó có cái filter. Cái đó nó rất là tốt, gần như là 99% là chống được cái virus. Quý vị nhớ nha, 97% là chống virus đó. Hồng Loan rất là lo cho tất cả bà con của mình đó, mà khi đi ra làm việc đó, vì phải làm, vì công việc phải làm, nhưng mà mình phải rất cẩn thận. Bây giờ Hồng Loan chia sẻ một số hình ảnh vui vui của những cái tiệm nail mở cửa, mình coi đi, thì mình thấy có cái nào mình có thể mình áp dụng được á, thì mình áp dụng cho vui ha quý vị ha. Ghế là phải bọc ni lông hết, bọc bao ni lông, cái này là cái này được nè, trùm hết luôn, tả những cái ni lông thẳng xuống nè. Trời ơi, cái tiệm này họ quá kỹ luôn ha, rất là nhiều cái hình ảnh mà tùy chúng ta thấy cái nào mình có thể mình sử dụng được. Cái phần ghế mà mình bọc ni lông lại cũng rất là tốt ha, thì ấy xong mình lột cái đó ra mình bỏ. Nhưng mà nếu vậy thì nó là tốn kém rất là nhiều ni lông, thì chắc chắn chúng ta phải lên giá. Điều này là những khách hàng cũng chắc chắn là phải đồng ý trong cái thời điểm này thôi. Vách ngăn ha. Trời, mặc áo mưa luôn hả? Mặc trùm nguyên cái áo luôn. Cô bộ mà mặc áo mưa này thì cô bộ rẻ hơn à. Cái giá có cái áo mưa đâu có nhiêu đâu ha. Chừng đồng, 2 đồng nè. Và có một cái hình ảnh này nữa nè, là chia sẻ với quý vị ha, là người nhân viên ngồi đó, nào quý vị nhìn ha, nhân viên ngồi là cũng bịt kính, rồi cái người mà được làm móng đó cũng đeo bao tay luôn, nhưng mà cắt cái lỗ, cắt 5-10 cái đầu ngón tay để đưa ra để đủ. Đúng. Làm thôi đó. Quý vị xem cái này Hồng Loan thấy cũng hay lắm đó nha. Nhìn nó vui vui ha. Nhưng mà vậy thì phải đợi khô rồi người ta mới tháo ha, chứ mà không, bây giờ làm nail đa số phần lớn là làm không có biết gì trơn, làm treo với lại họ làm bột á, nó khô liền. Anh mà biết là hơi lạ đó. Cô liền trong vòng 3 phút, cho nên không có bận tâm về vấn đề mà phải lột ra lột vô ha quý vị. Thầy Long và Lộc chia sẻ quý vị chút xíu, và hy vọng tất cả chúng ta khi mà trở lại với việc làm thì phải hết sức cẩn thận để mà bảo vệ cho chúng ta, bảo vệ cho gia đình chúng ta. Cảm ơn quý vị ha, chia sẻ với Long và Lộc. Bây giờ thì lên đường đi. Ba mẹ chuẩn bị xong rồi. Sẵn đây cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho cái video ngày hôm qua của Lộc Duy Loan ha. Thật sự Lộc cũng không giỏi gì mấy đâu, nhưng mà tại vì chắc mình làm quen hay là thì không phải cái gì cũng biết làm. Không phải cái gì Lộc cũng biết làm, nhưng mà tại vì nhưng mà mình không biết á, học hỏi. Không biết là mình học hỏi thôi. Nếu mà quý vị mà có ai mà có những cái ý kiến hay á, có gì cho Lộc Duy Loan một cái giống như là gợi ý cho Lộc để là mình có thể làm được những công chuyện khác nha. Mình nhiều khi mình biết làm này nhưng mà mình không biết làm cái kia, thì có người biết cái kia mà không biết cái này, thì đúng rồi, mình chia sẻ lẫn nhau nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Lộc nghe ba mẹ đó. Lên đường nha. Rồi hôm nay đâu ba, bắt đầu chúng ta sẽ ra đường cụ bị đầy đủ tăng tăng. Rồi ok bắt đầu mình ra đi đường nha. Giao máy cho thợ phụ đã, nha có phép. Đã được phép ra đường đi dạo vòng ha, relax ha. Đây cả nhà chơi cúi đầu dễ đi đó. Ủa, anh nhớ có tha son không? Tôi đem hết không có tha son. Không cần tha son đâu. Giờ đi ra đường nó cũng cần tha son luôn. Vậy chứ quen là cũng cái tha son à. Linh có tha son không? Hả? Natural đẹp mà. Nào tóc đó, cũng phải đó. Kéo che vậy đó, không biết chịu mà dán. Bài đi.
for trouble, Clara, listen. Spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I've done something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you. In the neon. Người bảy trống đây ta biển ngay trước mắt kìa. Who is he? Nè, đây dưới trên đường nè, đâu có ai đây. Bà Trang. Cái gì vậy? Hiếu Võ rồi. Instagram của Hiếu à. Hiếu Võ. Đất bán kìa, đất bán kìa. Lot for sale. This is Hiếu. Hiếu. À, đây lắc lên lên, đi coi dắt lên. Trời, nó tắm, nó bơi rồi. Đó, đây người ta, nó cho mướn mấy cái dắt chèo đi đó. Cái là mày bước mà chèo, thứ ra biết chèo. Đây nè, đây nè. Đó. Mình ngồi đông. Người nóng dữ lắm. Có người một cái hả? Người một cái nhiều lắm, hai người. Mình bước mà nhiều người, mình ngồi rất đẹp quá. Biết chèo, học biết đâu qua vòng tròn. It's not Christmas anymore. Lật xuống à. Chèo đó nó cho chèo thuyền thôi à. Ở kia. Nó đứng ngoài sau xe nó thay hoài à. Cái xăng nó rớt nữa chứ. Ông ngoại thấy gì không ông ngoại? Cái xăng nó che mà nó đi bẹo lại bà thổi luôn. Mỹ mà tự nhiên nhất. Document. Đón gì? Trời ơi, cái chỗ này đẹp quá nè. Ta đi cano kìa. Wow, chỗ này đẹp nè. Cái eo ha. Cái eo vô. Nè, có view núi đó thì chắc cái nhà được đấy. Không, cái đảo nhỏ nhỏ đó ra cất cái nhà nhỏ. Document. Mỗi lần muốn đi đâu phải đi ghe đi thuyền vô. Tịch nói là đi Venice rồi. Giờ Corona đó nó thống lực chỗ đó rồi, hết đi. Cái thành phố Lombardy là cái chỗ của tụi model hả con? Thời trang rồi hả? Yeah. Nó sắp mở rồi. Cái này cái đó là chỗ lớn lắm. Thôi bữa kia mình đi mình thấy nó đang xây, giờ xong rồi nè. Ôi đẹp quá. Sephora. Shake Shack now open kìa. Enjoy the ocean view. Wow. Whole Food Market. Chỗ này hồi kia mình có dẫn lên xuống lần nè. Chỗ này đẹp. Thôi nó nồng quá vậy. Nồng quá à. Nồng. Lúc còn nhỏ xíu không đồng quá mình không mới vô cơ. Nè, thấy không? Nó đẹp lắm nhưng mà nó nồng quá. Đây là mình đang ở downtown Long Beach. Where are we? It looks like we're in another city. Long Beach City. Is this suburban houses? Hôm nay cái đường là của Long Beach này đi giống ngày thường rồi. Đông quá. Where am I? Bình thường rồi. Wait, this looks like something familiar. I feel like I've been here before. Thank you.
chưa xong mà đi chơi biển quá đông à. Pasta, give me there. No, give me there. I want pasta. Mamma mia. Hai bên đường là lúc trước đi là ba rượu quán ăn nhà hàng đây hết. Bây giờ mày đi Ross là một cái ước mơ mà lớn mà không thực hiện được. Xa xỉ đấy. Ross thì bên tên là đi quán được. Mình gần tới chỗ Đức Mẹ rồi. Bên này là biển. Bên này là biển, trời công viên đông kìa. Có chỗ đậu xe không? I just want to come here with me. Before quarantine. Hôm bữa hôm đi chứ mà chủ nhật cũng đâu có ai đang ngồi đây mà tắm nắng đâu bạn. Trời ơi, cái park đông nghẹt kìa. Dầm dầm. Đó, đây là Long Beach. Đó, ông nhìn xa xa là cái cảng Long Beach. Em nói là mình có đi máy bay hay là tàu ra ngoài cái đảo đó em. Đảo Catalina. À, đảo Catalina hả? Đảo đẹp. Đi trực thăng qua. Đi trực thăng hoặc đi tàu mà. Kiếm chỗ đậu hả anh? Chạy lên chút coi. Chạy lên chút coi. Đây là chỗ Đức Mẹ Long Beach. Bé trứng đang điệu kìa, bé trứng đang điệu rồi, để mất kiến. Trời ơi, có mất kiến đẹp quá ta. Wow. Đẹp quá. Wow, hôm nay hoa đẹp quá. Bên kia người ta đi chơi đông quá trời. Nhờ đâu có chỗ nào đi chơi, người ta chỉ có ra biển, ra công viên thôi. Trời ơi, bé trứng có cái mask đẹp quá vậy. Ai mai cho con? Để coi da xe coi nghề không nha. Trời ơi, chỗ vừa đủ hay không? Vậy nãy trời chạy vòng vòng không dám vô. Dẻo quá vậy Linh. Trời ơi, Linh dẻo vậy Linh. Chỗ anh đậu dư sức mà, sao anh không chịu vô? Quá, anh thấy nhỏ quá. Em kêu vô là em thấy vừa mới kêu chứ. Ok. Năm 6 tháng rồi, hồi tháng 9 rồi hút, rồi hồi tháng 10, 9, 10 á, hơn chứ hả? Không ai nhìn ra hết. Trời hôm nay trong xanh thiệt ha, trời hôm nay đẹp quá. Trời hôm nay quá đẹp. Cái cửa chưa có mở hẳn, mới có hé thôi mà người ta đi đông thì chưa. Đúng có mở rồi, cửa, mới hé cửa thôi. Con thấy mình đông hơn ngày thường nữa. Đúng. Chỗ này nè. Thường thường mỗi lần đi mình không có những người ở bên đây. Bây giờ là quá đông người. Dạ. Là như thời gian người ta trong nhà người ta ngán. Thành ra được dịp người ta ra đường quá trời. Dạ. Vậy thấy cũng vui. Cái đà này hy vọng thì mọi việc sẽ trở lại bình thường, cầu mong thôi chứ. Rồi xa xa bên kia là này, cái đảo. Bên kia là nó có một cái đảo, họ đi bên bển, họ có máy bay trực thăng đưa mình đi ra hoặc đi tàu đi ra. Cái đảo bển đẹp lắm.
Hôm nay thường lúc trước gia đình cũng hay đi, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật hay ra ngoài đây thắm mát biển với lại đi thăm Đức Mẹ. Thấy là ninja không, ai cũng che mặt hết, còn thiếu cái kiếm nữa. Có cái kiếm đó là ninja thiếu cái kiếm rồi. Rồi chúng tôi kia ấy ra cho con nè, con phải làm nè, con đúng cách ba con ấy ra cho con mỗi lộn qua con đúng cách. Hồi xưa đây là cái dòng tu kính của bên đạo Chúa. Rồi ở trong đó, trong cái dòng thành này nè, là có cái tượng của Đức Mẹ. Thì có những người vô sẽ cầu nguyện, cầu xin, thì cái sự linh hiển của Đức Mẹ đó, người ta nhiều người tới quá, thì sau này người ta mới dời ra ngoài, thì người ta vẫn tới đông. Nhưng mà theo cái dòng tu kính đó thì phải có sự im lặng. Thành ra sau này đó, thì có một cái, cũng như là chùa người ta tới đó, thì người ta mới là xin mua lại cái mảnh đất này, người ta dựng lên cái chùa bây giờ vẫn còn đó. Thì người ta dẹp mầm cái chỗ đền thờ của Đức Mẹ thì không đem đi được. Cái này là theo cái hai vợ chồng của cái ông bà mà chăm lo cái chỗ này kể lại đó, là tối nhà sư ngủ đó thì cũng như là mẹ về nói là đem ta lên cho đừng có để ở dưới. Thì khi ra ngoài rồi mà đào cái đất lên thì thấy cái tượng mẹ ở dưới, thì họ mới đem lên họ thờ ở trong. Thì ngoài này dựng một cái tượng khác để cho mọi người tới đây cầu nguyện, đó là một sự linh hiển. Thì mình là lúc nào mình cũng tin vào cái ơn trên, trời Phật Thiên Chúa cũng là ơn trên. Thành ra mình đến đây cũng như là mình có những cái điều gì mình cầu nguyện, cầu xin cho gia đình, cầu xin cho mọi người với cái sự linh hiển của Đức Mẹ. Thì mình tới đây cũng có nhiều người Phật tử họ tới lắm, bởi vì họ cũng có một cái sự tin tưởng vào cái ơn trên. Thì có nhiều Phật tử dẫn đến đây để cầu nguyện, cầu xin với Đức Mẹ.